vụ đột kích công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, hàng ngàn nạn nhân bị đe dọa đến vợ con. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương pháp gọi điện đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm có liên quan đến bị hại về hành vi đe dọa đến vợ con, người thân. Sáng ngày 23 tháng 2, liên quan đến vụ đột kích công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Tiền Giang giao phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để xác minh, điều tra làm rõ. Qua đấu tranh chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm có liên quan đến bị hại với hành vi đe dọa đến vợ con, người thân. Thậm chí, các đối tượng còn đem quan tài, bình ga để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ, xảy ra nhiều địa phương như Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Sau khi báo cáo được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự đồng ý, vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 2, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản. Triệu tập làm việc với 133 đối tượng có liên quan, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ. Ngày 18 tháng 2, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can, gồm Hà Thị Hiệp, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại trường tiểu học Phan Văn Kiều, phường 1, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, và Nguyễn Thanh Hải, nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp, về tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác và đang củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức phạm tội hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu. Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty. Tổ chức tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng. Trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141 đến 241 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu trên. Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ đe dọa, khủng bố khách hàng với lợi nhuận rất lớn. Từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên, đối tượng này không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được hàng ngàn bị hại trên phạm vi cả nước. Hành vi của ban giám đốc và nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản và có dấu hiệu tội khủng bố. Với thành tích đạt được, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có khen thư Công an tỉnh Tiền Giang và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án này. Trong thư khen, Bộ trưởng Bộ Công an động viên lực lượng phá án, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mới, sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tiền Giang và các cục nghiệp vụ ngăn chặn, xử lý kịp thời phạm tội có tổ chức núp bóng của các doanh nghiệp hoạt động là tài sản, giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp tục khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, phó giám đốc công ty, Nguyễn Đình Thành, phòng trưởng kiêm nhóm trưởng, đồng thời tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 10 đối tượng khác và đang tiếp tục củng cố chứng cứ, khai thác thông tin, truy bắt các đối tượng có liên quan. Đội vận hành cao tốc nhiều lần dính bắt trẻ nhỏ ném đá ô tô. Lãnh đạo công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam cho biết, tình trạng ném đá trên cao tốc cầu Rẽ Linh Bình đã xảy ra nhiều và thủ phạm thường là trẻ nhỏ. Liên quan đến hai vụ ô tô bị đá văng vỡ kính trên cao tốc cầu Rẽ Linh Bình, ông Nguyễn Thanh Sơn, phó giám đốc công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, xác nhận tình trạng thanh thiếu niên đứng trên cầu vượt rồi ném đá xuống các phương tiện từng xảy ra trong quá khứ. Ông cho biết đây là vấn đề làm đau đầu đơn vị quản lý vận hành cao tốc lẫn chính quyền địa phương. Tình trạng này không chỉ xảy ra trên cao tốc cầu Rẽ Linh Bình mà còn cả một số tuyến khác do VEC quản lý. Hiện cao tốc cầu Rẽ Linh Bình cho phép tốc độ khai thác tối đa là 120 km/h. Nếu ô tô đang phóng với tốc độ này mà có vật thể đột nhiên va vào kính lái thì rất nguy hiểm.
viên đá không chỉ gây sát thương mà còn có thể khiến tài xế giật mình, có phản xạ đánh lái, gây nguy cơ tai nạn. Chúng tôi có dự đoán trước hiện tượng này và đã từng bắt được nhiều vụ rồi. Thủ phạm chủ yếu là các cháu nhỏ ở địa phương. Buổi tối các cháu thường lên cầu vượt ngang qua cao tốc để chơi và có hành vi thiếu hiểu biết như vậy. Do hệ thống camera không hiệu quả, nhân viên vận hành cao tốc thường phải đến điểm cầu vượt vào ban đêm để dính bắt quả tang. Khi bắt được kẻ ném đá, họ liên hệ với công an địa phương để lập biên bản. Những đứa trẻ có hành vi xấu được bàn giao về cho gia đình. VEC sau đó tăng cường phối hợp với địa phương để tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tái diễn. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao cao tốc Cầu Rẽ Linh Bình được trang bị hệ thống kiểm soát giao thông thông minh với camera bố trí dọc tuyến đường nhưng không phát hiện và được cảnh báo sớm các tình huống ném đá vào ô tô. Vấn đề này, ông Sơn cho biết hệ thống camera trên tuyến đường đang hoạt động bình thường. Camera có chức năng zoom và quay các hướng, có lực lượng trực 24/24 theo dõi màn hình tại trung tâm điều hành. Tuy nhiên, mỗi camera được bố trí cách nhau 2 km, không thể bao quát được hết cao tốc. Vị trí lắp đặt camera cũng không gần ở cầu vượt. Bên cạnh đó, camera không được trang bị công nghệ hồng ngoại nên khả năng quan sát ban đêm rất kém. Ông Sơn cho biết, nếu hệ thống camera được bổ sung, lực lượng có thể quan sát và cảnh báo sớm tình huống trẻ nhỏ tụ tập bất thường trên cao tốc và điều ngay nhân viên đến hiện trường để xử lý.